trong bối cảnh tuyển Iraq chưa chính thức công bố danh sách đội hình cho vòng loại World Cup 2026, có một cái tên được kỳ vọng sẽ xuất hiện, đó là Zidane Igbo, ngôi sao từng được đào tạo tại Man United. Cầu thủ này không chỉ mang trong mình kỳ vọng của người hâm mộ mà còn của cả huấn luyện viên Jesus Casas, người dự định sẽ đưa anh vào kế hoạch xây dựng lực lượng cho các trận đấu sắp tới. Igbo, sinh năm 2003 và cao 1m81, đã có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp của mình, từ việc được triệu tập vào đội U23 Iraq năm 2021 đến việc chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Utrecht và được đôn lên đội tuyển quốc gia. Anh không chỉ được biết đến với chiều cao lý tưởng mà còn với lối chơi thông minh, nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng linh hoạt trong việc đáp ứng yêu cầu chiến thuật ở nhiều vị trí trên sân. Đặc biệt, với việc đã từng ra sân trong trận đấu Champions League cho Man United, Zidane Igbo đã thể hiện được khả năng và tâm lý thi đấu ở đấu trường lớn. Sắp tới, khi tuyển Iraq bước vào vòng loại World Cup 2026, Igbo sẽ là tâm điểm chú ý, đặc biệt trong những cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, khi mà anh được dự báo sẽ tạo ra sự khác biệt từ tuyến giữa. Sự góp mặt của anh cùng với Rubin Sulaka, trung vệ ngôi sao với khả năng không chiến vượt trội, sẽ là một phần quan trọng trong việc cải thiện hàng thủ của đội bóng. Bằng sự chuẩn bị này, Iraq hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong khu vực.